Xin chào quý khách quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để xem thêm các video clip đồ gỗ mới nhất và trong cái lĩnh vực đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ nói chung và hoành phi câu đối cuốn thư nói riêng. Ngày hôm nay, cơ sở đồ gỗ Đồ thờ Hiền Lành tiếp tục cập nhật cho quý khách một phiên bản mẫu mới hay còn gọi đây chính là mẫu cuốn thư câu đối tân cổ điển. À, vừa có nét cổ mà vừa có nét hiện đại à, mời quý vị và các bạn cùng uh, theo dõi để cập nhật các cái thông tin thông số kỹ thuật trong video clip ngày hôm nay đây là bộ cuốn thư câu đối lối cổ tân cổ điển được uh, thiết kế trên nền chất liệu đó chính là gỗ gụ của Lào đây cũng là đơn đặt hàng của khách hàng tại trung tâm thành phố tỉnh Hải Dương đã đặt hàng chúng tôi từ trong tết và ra Tết thì chúng tôi đã hoàn thiện xong phần mộc Khi xong mộc chúng tôi có quay lại video clip một lượt Giới thiệu tới gia đình cũng như tới tất cả quý khách hàng đang quan tâm Tới dòng sản phẩm đó chính là hoành phi câu đối hay còn uh, cuốn thư câu đối Mẫu tân cổ điển này được thiết kế chính diện chính là chú rơi rơi ngậm giải đồng tiền Nó tượng trưng cho ngũ phúc kim tiền Tổng chiều dài của bức cuốn thư này lên tới 1m97 thuộc cung Đỗ Đạt Tài Vượng trong thước phong thủy số đỏ số đẹp thước lỗ ban và tổng chiều rộng của bức cuốn thư là rộng 87 được ghép đôi phần bút phần kiếm bên cạnh đó chính là các ô họa tiết đó là tứ quý tùng cúc trúc mai và chính diện bức cuốn thư được điêu khắc với ba chữ Hà Nôm, Đức Lưu Quang không phụ đề tiếng Việt. Ba chữ Đức Lưu Quang ý nói là đức độ tỏa sáng lưu truyền về sau này để cho con cháu noi theo cái đạo đức tốt của ông bà tổ tiên. Mẫu này được thiết kế ở hai phần cánh gà chính là hai cái giỏ lãng hoa và phía trên thì có các chú rơi rơi ngậm đồng tiền. Gọi là ngũ phúc kim tiền gồm có 5 chú rơi rơi. Về ý nghĩa của bức cuốn thư. À Ngũ Phúc thì gồm có phú quý thọ khang ninh. Phú quý là chỉ sự giàu sang, khang là khỏe mạnh, à, ninh là yên ổn. Phú quý thọ khang ninh. Thọ là trường tồn lâu dài. Đó. hình tượng bút thì tượng trưng cho tri thức, kiếm thì tượng trưng cho về sức mạnh trừ tà. Khi chúng ta thờ cúng gia tiên. Ba chữ Hán nôm Đức Lưu Quang trên nền trơn và phần diềm của cuốn thư được điêu khắc đó là diềm chữ công hoàn toàn được điêu khắc thủ công bằng tay không can thiệp máy CNC do nghệ nhân Dương Văn Hiền ra mẫu vẽ mẫu để điêu khắc nên các cái tác phẩm để đời câu đối vế phải này có tổng chiều dài là 1 mét 97 chiều rộng là 28 và chiều dày là 4 phân còn phần thân của cuốn thư là dày 5 phân. Câu đối vế phải được điêu khắc với nội dung Tổ tông công đức thiên niên thịnh. Phía trên là rơi rơi và phía dưới là lui hoa hồng. Chính vì cái mẫu lui hoa hồng này mà chúng tôi gọi đây chính là mẫu uh, cuốn thư câu đối tân cổ điển. Uh, quý khách muốn uh, mua uh, hay là đặt hàng theo mẫu này thì liên hệ trực tiếp qua hotline 0986 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Tiếp theo tới câu đối vế trái là Tử Hiếu Tôn Hiền, Vạn Đại Vinh. Ý nói là con cháu có hiếu thảo sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Để đối với bên tổ tiên của chúng ta đã để lại nhiều công đức mong cho muôn đời thịnh vượng. Vâng, câu đối được thiết kế với phần diềm dưới này rất là cong. Và thiết kế cảnh lui hoa hồng Và cuốn thư thì có cảnh đó chính là cây tùng và cây trúc Một trong hai cây đại diện cho tứ quý bốn mùa tùng cúc trúc mai Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa Bộ cuốn thư câu đối chất liệu gỗ gụ của Lào Được điêu khắc thủ công hoàn toàn bằng tay Không can thiệp máy CNC Và khi được lên hình rất là đẹp chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của khách hàng tại uh, Hải Dương. Đội online cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi video clip ngày hôm nay. Xin cảm ơn.